hạnh phúc tuổi trung niên, trong tâm vô sự, trong túi có tiền. Người đến tuổi trung niên làm thế nào để cuộc sống hạnh phúc? 1.000 người thì sẽ có 1.000 đáp án khác nhau. Nhưng không gì hơn là trong túi có tiền, trên thân vô bệnh, trong tâm chẳng lo lắng gì. Trong túi có tiền. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn sự bất năng. Là ai cũng vậy, trước tiên cần phải tự nuôi sống bản thân, đối xử tốt với gia đình, nuôi dạy con cái, sau đó mới có tư cách nói tiền không phải là tất cả. Kinh tế không độc lập thì hoặc phải dựa vào người khác, hoặc phải làm trái lòng mình. Trong túi lép kẹp thì cái lưng cũng không thẳng được, nói chuyện cũng có vài phần thấp bé. Tiền không cần nhiều nhưng cần đủ, cũng cần phải theo kịp sự trưởng thành của con cái và tốc độ già đi của cha mẹ. Trong túi có tiền mới có thể khiến bản thân và gia đình sống có thể diện và tôn nghiêm. Trong thân vô bệnh. Sức khỏe là hòn đá tảng đặt nền móng cho sinh mệnh, là sự đảm bảo cho tất cả các hạnh phúc thế gian. Sức khỏe là số 1, gia đình, sự nghiệp, địa vị, tài sản đều là những số 0. Có số 1 đứng trước thì những số 0 phía sau đó mới làm nên giá trị. Không có số 1 đứng đầu thì bao nhiêu số 0 ở phía sau cũng trở nên vô nghĩa. Do đó mới nói, có tiền mà không có sức khỏe thì tất cả đều là vô ích. Người xưa dạy, không bệnh nhẹ thân, thân thể khỏe mạnh mới là hạnh phúc lớn nhất. Điểm này chỉ những ai đã mắc trọng bệnh rồi mới có thể thể nghiệm sâu sắc. Người kế tục truy cầu lợi ích, không tiếc cái giá tổn hại thân thể mình. Tuổi trẻ đem sinh mệnh ra đổi lấy tiền, đến khi có tuổi thì lại lấy tiền mua sinh mệnh. Người đến tuổi trung niên mới nhận ra rằng thân thể không chỉ thuộc về mình, mà hạnh phúc của gia đình đều liên quan đến nó. Một khi mắc trọng bệnh, không chỉ bản thân chịu đau khổ dày vò mà còn liên lụy đến cả gia đình, thân nhân trên dưới đều cõng thêm gánh nặng. Giữ gìn sức khỏe là có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với gia đình. Vậy nên thương bản thân, yêu người nhà thì hãy quan tâm chăm sóc tốt sức khỏe. Trong tâm vô sự. Thế giới không ngừng thay đổi, luôn có ngoại vật làm nhiễu cái tâm của chúng ta. Nội tâm cứ động theo ngoại vật thì sẽ trở nên nóng nảy bồn chồn, càng ngày càng bất an. Nội tâm yên tĩnh thì sẽ không có nút thắt trong tâm. Không có nút thắt trong tâm thì sẽ nhẹ nhàng thoải mái, ung dung tự tại. Người xưa nói, trong tâm hữu sự thì cả thế gian cũng trở thành nhỏ bé chật chội. Trong tâm vô sự thì một chiếc giường cũng trở nên rộng lớn. Cuộc sống chính là đem niềm vui và yên tĩnh vào trong tâm, hòa tan phiền não và ưu sầu. Một người nếu có được cuộc sống ngày ngày đều hạnh phúc, giờ giờ đều an vui thoải mái, thì điều trước tiên là có được tâm tình thư thái. Phiền não thường là do tự bản thân tìm đến. Trên đời vốn vô sự, người tầm thường tự nhiễu sự. Thế nên muốn giải thoát khỏi lao tù phiền não thì cần buông bỏ hết thảy tạp niệm trong tâm. Giữ được cái tâm vô sự thì nhất định sẽ hưởng thụ được yên bình. Trong túi có tiền, cả đời sống vô lo. Trên thân vô bệnh, cả nhà vui phơi phới. Trong tâm vô sự, sinh mệnh thư thái tự tại.